Đây, xin kính chào các quý anh chị nha. Hiện tại Nhã đang ở trong cái khu vực có cái tòa nhà Landmark 81 lầu. Nó một cái tòa nhà ha. Cao nhất Việt Nam bây giờ. Quý vị có thể thấy nè, không khí vào buổi tối có rất nhiều những người giới trẻ Sài Gòn. Thì trong đó có sinh viên, có người đi làm và có những cái cư dân mà người ta sinh sống ở cái khu vực Landmark 81 này. Đó, thì Nhã có nghe nói là khu vực này đa phần là người giàu ở thôi, bởi vì giá của những cái căn hộ trong đây quý vị nó từ 3 tỷ trở lên ha. Đó, ok, rồi quý vị cùng nhìn ngắm nè không khí xung quanh đây nha. Wow, ở sao họ chụp hình quá chừng nữa vậy, quý vị thấy không, chụp hình ha, nó để mà check in sống ảo trong khu vực này ha, phải nói là bây giờ hot nhất ở đất Sài Gòn. Ok, và bây giờ ha, mời quý vị cùng theo chân Nhã đi xung quanh đây để khám phá xem có những cái gì hay ha. Mình sẽ cố gắng ghi hình cho chú anh chị xem nha. Ok, here we go. Hiện tại Nhã đang ở chỗ Landmark 81 lầu đó vậy. Nó ở cái chỗ mà có những cái dãy chung cư cao cấp á, 20 mấy tòa nhà á, rất là hoành tráng luôn ha. Nó bên đây là Landmark 81 lầu nữa vậy. Và ban đêm á, họ bắt đèn, có đèn rất là đẹp luôn, màu đỏ, màu vàng này nọ ha, hoành tráng lắm quý vị ơi. Đó, bên kia là một đống dãy nhà luôn quý vị. Còn nó 20 mấy tòa nhà ha, nó nhìn giống như là nước ngoài vậy đó, chứ không có nghĩ là ở Việt Nam đó vậy. Quá đã thật chứ. Ở đây là cảnh mấy em bé tắm đùa giỡn, quá đẹp ha. Nên nước họ bắn cao rồi đó, rồi có đổi màu nữa vậy, có khi màu trắng ha. Nó bây giờ chuyển qua đỏ rồi đó. Đúng là mấy bé con nhà giàu ha, rất là sung sướng luôn. Con nhà nghèo thì giàu cũng khổ hết, đủ hơi con nhà giàu ở chỗ chung cư cao cấp nữa vậy. Không có điện lại có đến 81. Sướng ha. Con nhà giàu đi đâu cũng sướng. Đó vậy thấy không? Tuổi thơ con nhà giàu ha. Trong Landmark 81, những thế hệ người Việt Nam tương lai hết rồi. Wow, hoành tráng quá ha. Nó, bé bé nhỏ đùa giỡn với nhau ha. Wow, tắt nước. Tắt nước rồi. Wow, còn rồi. Đó, nó còn lại lỡ cảnh những cái chung cư cao cấp hả vị, quá hoành tráng luôn. Wow, chung cư cao cấp ở Sài Gòn quá đẹp. Đó vị thấy không, bây giờ mà người giàu Sài Gòn á là họ vào những cái chung cư như thế này để ở đó vị, quá đã luôn ha. Rất là rộng luôn. Đó. Mày thấy không? Hoành tráng ha. Quá là hoành tráng. Ok. Thank you.
thấy không, cảnh ở Sài Gòn bây giờ ha, đâu có thua gì nước ngoài. Nếu mà có tiền hả vậy, tiền sướng hơn nước ngoài đó. Chào quý anh chị nha. Hiện tại á, Nhã đang ở trong cái khu vực Landmark 81 lầu đó. Một khu vực hot nhất của đất Sài Gòn ha. Thì Nhã nhìn thấy rất là nhiều bạn trẻ đó, tối tối đó vị, vào bên trong để chơi, chụp hình tự sướng này nọ đó. Rất là đẹp và phong cách luôn ha. Ok rồi đó. Mời quý vị ha, cùng theo chân Nhã nhìn ngắm những cái cảnh xung quanh đây nha, để xem giới trẻ Sài Gòn bây giờ ha, họ coi như là họ tận hưởng cuộc sống như thế nào nha. Đó, dưới đây là đường xá này nọ, xe cộ chạy nữa vậy. Đẹp quá ha. Wow, tuyệt vời. Nói về thấy không khí xung quanh đây đó, có rất là nhiều bạn trẻ ha, mà được chơi vui quá trời vui luôn đó. Nói về thấy không khí ha, trên đây nó phải nói là quá đẹp. Nói về thấy không tuyệt vời ha. Nó có nhiều cái góc đẹp lắm quý vị. Wow, đẹp quá trời. Đó, như đó là cái Vincom Center ha. Rất là đẹp luôn. Wow, tuyệt vời. Ở đây họ cũng bố trí một cái thang máy ha. Để mà đi lên đi xuống. Ai có sức khỏe thì có thể đi bộ. Mấy bé nhỏ thì thích đi thang máy hơn. Wow, quá dễ thương ha. Nó từ phía trên mà còn đi bộ nhìn xuống đó quý vị. Mình thấy ha, rất là nhiều cái chỗ phun nước, nó cái nơi mà dành cho mấy đứa nhỏ vui chơi á, còn đẹp quá. Mọi người thấy không, tuyệt vời ha. Wow, đau quá. Phía bên trên là rất nhiều tòa nhà cao tầng ha. Đó, có rất là nhiều tòa nhà cao tầng. Wow, tuyệt vời hả vị. Đã đời ha. Quá. Đó, vậy thấy đẹp không? Chào quý anh chị nha, đây là cái tòa nhà Vincom Center Landmark 81 lầu nha. Đó, Landmark 81 lầu. Họ mới mở vị trung tâm thương mại Vincom nha. Quá đẹp luôn. Đó, vậy thấy không? Quá hoành tráng ha. Mời quý vị cùng đi xung quanh đây ha, để ngắm nhìn trung tâm thương mại Vincom mới mở với Nhã nha. Ok, here we go.